Phương pháp tu học ở đây là trong thực hành. Giai đoạn đầu phải làm đúng pháp, đúng theo đường lối, cho nên tôi sợ người ta gạt. Tôi đã thực hành, đích thân tôi thực hành trong cái TV, trong video, để cho mọi người coi và noi theo đó mà hành. Không phải hỏi bạn đạo, và bạn đạo không có quyền gì chỉ. Và đặt điều bày pháp này, bày pháp đó, sửa pháp kia, tạo khùng cho người ta rồi không chịu trách nhiệm. Đây, ở đây có giấy trắng mực đen, thực hành cho đúng. Tại sao chúng ta phải soi hồn để làm gì? Để ổn định thần kinh. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ mà đem hóa giải cái trần trượt trong ngũ tạng của chúng ta. Khi ta làm, ta phải làm nhẹ nhẹ đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đạo. Lúc nào phần hồn của chúng ta tiêu dao thanh nhẹ mới là đúng lực. Chứ không có làm e ảnh, cố bám làm như là đánh võ, đứt gân máu, xịt máu mũi. Cái đó không phải phương pháp, cái đó là phá hoại, không phải một phương pháp. Đó là một hành động phá hoại, phá hoại cơ tạng. Mà nếu làm đúng lực của nó là phải từ từ khai triển về tâm linh, về văn chương, về văn hoa, về sắc đẹp của một cái bông hoa, cũng là ở trong siêu diệu êm ả, chứ không phải là động loạn lưu bù. Cho nên nhiều người đã sửa pháp tội đó, người sẽ trả lời trước làm hoa. Cho nên mọi người muốn tu đúng pháp nên xem lại cái video mà tôi đã làm, giấy trắng mực đen bày bày rồi sanh quả cho tất cả những người tu. Cho nên những người nào muốn bước vào thực hành cái pháp này, điều thứ nhất học sức khỏe, phải đòi hỏi cho được cái video của ông Tám đã hành. Tôi coi theo đó và tôi hành, không có một ai mà nói tôi nghe được, vì người này đã tu mấy chục năm rồi, chưa điên, chưa nhầm lẫn, càng ngày càng sáng suốt, thì mình mới thấy rõ cái pháp nó dẫn đường đi. Mà chỉ mình có trì kỳ chí, kỳ tâm hành không, còn không hành thì đó là mình bỏ qua mình. Còn hành thì phải hành đúng, tìm người đã điều luyện được. Chứ đừng có nghe lời bản đạo này, bản đạo kia, bản đạo nọ, mỗi người chế một pháp khác rồi nó làm mình khùng luôn, làm ngược chiều là điên loạn. Có người dẫn nó từ lỗ rúng dẫn đi vô ngũ tạng rồi này kia cái nọ, cũng làm rối ren điên loạn. Thì tại sao? Chứng minh cái chỗ điên loạn cho mà thấy. Vì chúng ta dùng cái ý động ăn thua đó, quanh quẹo, thì tự nhiên là rốt cuộc là hại mình. Cái người ngay thẳng trực giác, đi đâu phải thông suốt, làm việc thông suốt, thì cái hít thở của chúng ta là phải lấy từ tam thập tam thiên thanh giới xuống, khai hóa cái trượt này phải trở về thăm. Đó là con đường thông suốt giải thoát. Còn bay mà dẫn chỗ này kéo chỗ kia, đem trước ra sau, đem sau ra trước, hư hết, kẹt. Và tất cả những thần kinh nhỏ trong cơ tạng của chúng ta, từ khối óc cho tới ngón chân đều có thần kinh hết. Mà nếu dẫn sai là nó sai hết cả tâm. Toàn thân tiểu thiên địa sai, chấn động lực trong nội tâm nội tạng thai sai, thì hút cái trượt khí vào tâm, thì người chân trở nên tà. Tu thét nói bậy nói bạ, nói điển ông này ông đó là người chân trở nên tà. Chưa dùng khả năng của chính mình mà dùng khả năng của người khác, chân trở nên tà. Và thực hành để khai mở khoa học quyền bí trong nội tâm nội tạng của chúng ta mới thấy rõ đường đi nước bước. Cho nên tôi đã đích thân làm. Chỗ nào tôi đến là tôi đích thân, tôi ở chân nên tôi làm chân, tránh sợ bà con nhìn lầm, và nhìn thực chất cái cách hít thở ra thế nào, và làm cho đúng như vậy, chứ không nghe một người đặc chỉ nữa. Có sách vở, có phương pháp thực hành, nói rõ rệt, ta hành được là hành, không hành được thôi. Chứ đừng mà nghe lời một người nào mà chỉ dẫn bậy bạ rồi sau này điên loạn. Luật trời là luật trời, không có giỡn, sai một chút xíu, sai một ly, đi một dặm. Cho nên cái phương pháp thực hành
đây là chỉ đem lại sức khỏe cho giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ gì? Khai mở tâm linh. Giai đoạn thứ ba, thấy rõ tánh tình của chính chúng ta mà ăn năn hối cải, rồi phải sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình cống hiến cho người khác bằng một con đường thực tế. Tôi tu như vậy mà tôi được như vậy, chứ không sửa, sửa là hơn. Cho nên các bạn muốn tu, muốn đạt được sức khỏe, muốn trở về với cái căn bản sẵn có của chính mình thì phải nghiên cứu chặt lực thật đúng trước khi bước vào tu. Chứ đừng có nghe người ta rủ cái mình tu, tôi chơi, tôi thử, vô hết. Nó mất thì giờ, ta đi chơi sướng hơn.